phía trước quý vị đang quan sát chính là khung cảnh của một buổi sáng của ngày 18 tháng 6 năm 2022 tại khu du lịch của Cổ Thạch. Và đoàn hành hương của Sala TV đang ở phía trước để chuẩn bị tiến hành đi bãi biển Cà Ná đến viếng vườn nho quý vị nha. Và ngay sau đây Sala sẽ thâu lại hành trình của đoàn hành hương Sala đến với Cà Ná. Đã bắt đầu di chuyển ra xe du lịch của mình. Có lẽ như Sala thấy là hình như là không phải đi Cà Ná để tham quan bãi biển không, mà đoàn của Sala còn đi tour nữa. Tại vì thấy có một thành viên đang ngồi một bó nhang rất là lớn. Đó, cái đó là bán mấy con bỏ không thôi, chứ mấy con không ăn lợ. Nó hiểu rồi. Đây là nhờ ở trước là xe lớn đang dừng đó không đợi mình không. Đây là xe của người ta quý vị ơi, xe của Sala đây, xe chính chính. Cứ nhìn vào ba con số 0 với lại số 12. Máy lạnh đâu cô Chính? Thì mình mở máy lạnh xong cái mình ngủ một hồi cái mình giật mình dậy là máy lạnh nó tắt rồi. Mình mở một chút chứ mình đâu có mở. Giờ hả? Không có, mình dặn mình mở lạnh lạnh là mình tắt rồi chứ mình đâu có tắt mở rồi. Cái bắt đầu mình ngủ một hồi cũng nhiều nóng quá à. Không phải, cũng là đó cũng hên với hỏi bà Hồng á. Đây mọi người cũng đem thêm cái gì? Cái thùng đi chợ. Dạ, còn ăn thêm một ngày nữa. Bọn kia là thùng nước đá với lại anh Thạch. Dễ thương. Ủa ơi anh Thạch nè, quá nổi luôn. Dễ thương. Không có sớm rồi. Tại vì em biết á là mấy cái vô mà không xài là cái vô đồ là không có nhân vô. Bởi em hỏi ủ không? Để đâu không để. À, bây giờ Sala sẽ lên xe rồi chuẩn bị mời quý vị khán giả cùng đồng hành với đoàn Sala TV đến với Cà Ná. Em đi Cà Ná như quý vị. Lên.
Thôi cho bà ở nhà đi. Cho bà hỏi tôi, lát bà chửi à. Tôi bán lên xe rồi. Không. Bà không đi chưa? Ok, đi trắng xanh vàng đỏ, đợi màu hồng đi. Gọi cho màu hồng cái đi. Kè, tới rồi nè. Tới. Gọi cho màu hồng. Bà kiếm xe. Bà đang tới kìa. Để quay vô cái đoàn xe của mình. Trời ơi, tuyệt vời quá đi. Đẹp quá ha. Hello, xin chào khán giả của Sala TV nha. Đây là toàn bộ đoàn hành hương của Sala ở phía dưới quý vị nha. Đang trên đường từ Cổ Thạch về với lại Cà Ná của Ninh Thuận ở Việt Nam. Sala gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của YouTube Sala TV. Hiện tại là Sala đang ở chùa Lạc Sơn,
Đây quý vị nhìn thấy chùa Lạc Sơn ở Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam của tỉnh Ninh Thuận, ở Nam Trung Bộ của miền Nam Việt Nam. Xin chào Như Nhung, để đưa đoàn hành hương của Sala đến đây để cúng bái, tham quan cũng như là cầu an cầu lộc tại chùa Lạc Sơn quý vị nha. Và bây giờ thì để Sala đợi mọi người di chuyển xuống. Thiếu chuột dẫn đoàn phải không? Không có chuột dẫn đoàn. Mắc má chuột rồi, Phạm Hương. Đợi mọi người xuống đông đủ một tí rồi Sala đưa quý vị vào trong để mà bái Phật quý vị nha. Trong cái chuyến hành hương này thì Sala thường thấy dì Sáu, dì Bảy của Sala là hay ngồi cắt bông lắm. Và bây giờ Sala mời quý vị xem cái quá trình mà cắt bông cúng của dì Sáu và dì Bảy của Sala nha. Làm bông quá trời. Đúng rồi, đây. Nghe nè, giống chẳng kiếm gì lo cái bình nhỏ. Áo đen là dì Bảy, áo lam là dì Sáu. Hai gì là từ hôm qua là cắt bông ở mẹ Nam Hải ở bên Cổ Thạch rồi. Bữa nay qua Cà Ná hai gì cắt bông tiếp. Này đang là bình cắt bông để mà đi cúng lên đưa lên Phật điện mình cúng nào. Đây bông cúng một bình rồi phải không? Đẹp quá trời, bông cúc hôm nay tươi quá quý vị ơi. Đẹp hơn bông Sài Gòn mình nha. Chợ Ly Hương này bông đẹp hơn Sài Gòn mình đó. Sài Gòn mình bông cũng đẹp bằng giờ quay bắt được. Ở đây gì? Sài Gòn bông cũng có nhưng Sài Gòn nhỏ. Đó, một bình bông sắp được hoàn thành còn cây nữa. Nè vô đơm đó luôn đi. Ủa này chia ra hả gì? Chia ra. Ba bình lớn. Cây nhỏ chiếu rồi đưa qua đây. Về đây đi, cây nhỏ qua đây nha. Cho đẹp. Qua đây cái hạt này nè. Qua đây cho tôi có cây nhỏ cho đứa kia lấy ra. Vật phẩm cúng chùa đã hoàn thành. Cười cười. Chúc em đặt bông lên bàn Phật có nhiều tài lộc nha em.
nó đang xay. Rồi để sala chờ chờ dì Sáu đi vô bông đưa bông này. Cái này là quá chưa lên một hai cái. Thôi kệ nó đi, này nụ, này là nụ chưa nở. Mới chiều về nó nở là đẹp lắm á, này để lâu được nè. Này là nụ phải không? Đây. Rồi lên cùng với lại dì Sáu, dì Bảy lên luôn nha. Đây một lần nữa Sala mời quý vị vào chánh điện để cùng cúng Phật với lại hai bà dì của Sala. Dễ sợ. À, cái chung nước cái gì
cửa cẩn thận. Ở đây Sala để mày lại hai bà dì để đi lên trên núi. Giờ mời quý vị cùng leo núi với Sala. Mình ra cổ thạch thì thường thường là những cái ngôi chùa ở trên núi là thấp thấp không à. Dinh cố, di tích dinh cố Cà Ná. À, đây là dinh cố Cà Ná đó quý vị. Điện thờ mà vừa rồi Sala giới thiệu quý vị đó là dinh cố Cà Ná. Dinh cố Cà Ná thì có một dinh cố mà Sala đã xuất hiện, tức là dinh cố ở Long Điền của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Còn bây giờ là dinh cố của Cà Ná. Trong cái chuyến đi chùa thì Sala rất là vui vẻ, đã được gặp một cái đám vui quy. Quay cho quý vị xem một chút đám vui quy tại Bắc Nam, đường xe lửa Bắc Nam quý vị ạ. Đây, chú ý tàu hỏa. Ở đây là lần đầu tiên mà Sala đi ra như thế này rồi, mưa lũ như tàu qua rồi sao ta? Mình thấy nhìn nè. Giống dinh cố, dinh bà có ở Long Điền vậy? Bà nghĩa nghe giống nè. Đúng rồi, ở Long Điền có một dinh cố. Ở đây mình cũng có dinh cố, là dinh cố của Cà Ná. Dinh cố Long Điền hả? Là khách lên luôn hả? Cá lên, đây có gì đâu. Có gì đâu. Có gì đâu. Rồi. Mình cúng gạo, cúng gì. Mình để tập trung đoàn rồi bắt đầu mình lên nè. Đi theo ở đây sẽ làm phải tháo khẩu trang quý vị ơi. Đi leo núi không có đeo khẩu trang được. Đeo khẩu trang là mình thiếu oxy. Rồi. Trên đây phải nói là một cái khung cảnh tuyệt vời. Cái một lát nữa Sala phải ra đây chụp một cái hình để kỷ niệm. Chốt chị Hồng kè lên. Trời ơi, khi mà lên đây á, mà Sala nhìn ra phía sau á, đẹp quá quý vị ơi. Lên trên mát lắm. Đúng rồi. Đúng là mình lên một độ cao nữa là mát hơn phía dưới ha. Thì thường thường là ở trước dinh thờ hoặc là điện thờ thường có một cái miếu gọi là miếu ông hổ. Đúng rồi. Ở đó là có em trai của Sala, nó nhắc đến cái câu mà Sala thuyết minh ở trên dinh cố của tỉnh, của huyện Long Điền ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Là Sala nói là khi mà mình đi hành hương lên những cái bậc thang như thế này thì để mà động viên tinh thần, để khích lệ tinh thần thì mình nói là khỏe quá, khỏe quá, khỏe quá, khỏe khỏe. Thế là mình sẽ đi lên được. Đây mình lên nửa đường, kéo đầu mình quay ra đằng sau mình nhìn xuống. Thấy nguyên một
đường. Mấy đường một đường. Quá đẹp luôn. Đấy, đi một đường. Đúng rồi. Cái này á anh Sa La dựng lên cái đạp đứng ở trên xong rồi quay mọi người đi lên mới đẹp nè quý vị. Đứng bên đây nào quý vị. Hay trời ơi, một khung cảnh tuyệt vời luôn. Ủa? Nãy em tưởng anh không có đi lên. Anh ngồi ở dưới, bây giờ lên đây quay cái camera qua thấy anh ngồi đây hết hồn. Ổng tưởng là ổng có phép không biết dưới lên đây. Quá trời quá đất. Ngay anh có coi Sala TV không anh? Rồi, có hoài thì nó có nhắn tin cho em đó. Dạ, vậy hả? Ủa, nhắn tin cho em đó hả? Ủa, nick này gì hả? Nhiều người quá em không có hả? Không có biết được. Ủa, em khỏe không đó? À, hồi đây trời ơi, tưởng khỏe không? Nhiều lúc tưởng đâu hút bôi nào hỏi mình. Này quý vị ơi, để một lát nữa Sala xuống, Sala thâu lại sao. Bây giờ Sala sẽ lên dinh cố luôn. Tại vì có một nhóm đã đi lên trên rồi. Lên chánh điện ha quý vị. Dốc ra đây dốc đứng. Dốc đứng thì thường là nếu như đứng ở đây nè, đứng đây nữa nè, đứng trên đây cao luôn nè, quay nè. Ví dụ như là tuổi tác mà cao rồi giúp đứng này là đi lên này họ là tới chánh điện của dinh cố rồi. Tuyệt vời luôn quý vị ơi, thì gà bánh gà đá của Ninh Thuận coi chừng bay nón nha Hải. Xa quá. Không phải chút xíu rồi. Quay về. Không phải tại dốc đứng. Nó thấp rồi tại dốc đứng. Quá chịu không đỡ. Ở đây không phải dốc đứng. Trộn quay xét trời trời. Trời đang quay xét nè. Ồ trời. Quên má luôn. Trong đoàn thì không ai tươi như má sếp đi một cái dốc đứng hả trăm thước gì mà vẫn nổi vẫn còn tươi tươi tỉnh. Ê trời sao nó mất xuống vậy. Ê, cái này lên hình đó nha má sếp. Má sếp đang lên hình, đang lên hình rồi cho toàn thế giới đang đang xem nha. Trời ơi chào nha. Trời ơi như quá cái. Trời ơi như quá cái. Đâu giờ quan trọng nhất là cắm có xuống. Rồi nước cái tràn ra. Cái giày dầu chứ dầu ủa hai bình để đâu cái lần này đi quay phim nó hả vui lắm tương tác lần trước âm thầm đi hả lù quay người quay ở đằng sau quay đằng trước âm thầm lắm nha không có vui như bây giờ. Bây giờ là thoải mái lên má ơi. Cố hữu phu nhân coi và cũng xong rồi. Quý vị đang quan sát rồi. Hai chòm ớt. Ớt. Ớt ngon quá. Có chỗ ở để giữ hai đứa kìa. Mà nó ơi má xé ra trên đây rồi. Ở trên đây
trên kia nè. Có đúng rồi. Ông rùa kìa. Đâu ông rùa đâu? Đó. Đó, rồi. À, ông rùa. Đây. Có một ông rùa. Đây lên đây có sa la con mình nè quý vị ơi. Ở đây sẽ là xe thâu cho quý vị xem. Lên tới đỉnh luôn là một khung cảnh rất là đẹp. Ông rùa này hình như là bằng xi măng người ta tạc tượng. Hôm qua mình thấy ông cốc. Thấy ông cốc ở bên cổ thạch là ông cốc bằng đá tự nhiên. Tuyệt vời chụp luôn. Chụp không đẹp. Chụp không đẹp hả? Ờ. Tại sao? Không biết. Không có đẹp. Bây giờ em chụp đi rồi lát thôi. Được không? Bây giờ sao? Bây giờ muốn không? Dạ em gửi rồi. Muốn thì em chụp xong em bắn erup qua luôn. Ừ vậy đi. Rồi em giúp luôn. Để Sala câu cho quý vị xem một cái cảnh đi xuống một chút xíu. Bộ nãy là có ai cầm cái ly ớt không bà? Ông xã cầm ly ớt không nữa. Ông xã cầm ly ớt không? Có mà, có cái cảnh đường ray đẹp. Hồi năm kia cô đi á, cô chụp ngay cái đường ray quá trời luôn á. Cô không có lên đây. À vậy hả? Ở xuống đường cây chụp hả? Bây giờ là cô lên chụp lên vậy chứ lên hình đẹp lắm á. Đúng rồi. Mấy cái đường ray đẹp lắm. Xa xa xe nó chạy đẹp ha. Ừ, đẹp quá. Đó, ý có đoàn khác nữa. Mình ném qua bên cho mấy cô lên. Đó, có mấy bà lão sao lên được. Quay luôn đi, đồng mình luôn đó. Đồng mình luôn. Đi để con kiếm chỗ con đi đái. Trời ơi.
con không có chỗ đâu con. Có quen không ta? Nhớ chung sản đúng không? Sản không? Khách đi. Con Trang nè có không? Có người quay YouTube luôn. Có luôn, lên luôn, bên hình luôn. Lên cả thế giới. Trời ơi cô ơi, cô khỏe quá. Dạ. Cũng ráng đi mà. Dạ. Mình nói mình đi chùa mình phải cố gắng. Đúng rồi. Ta tới đâu mình tới đó. Gì? Đấy à, quý vị thấy không? À, được đi thì phải mình phải cố gắng là một chuyện hả? Đúng là thực sự là đi hành hương. Đi hành hương thôi, nhưng mà quý vị thấy rồi, mình ở nhà thì mình thấy nhiều khi mình xem qua màn hình á, cái mình thấy trời ơi mình ước được đi lắm, nhưng mà khi mình được đi là cả một vấn đề đó. Có những chỗ mình lên không được. Nhưng mà phải cố gắng. Tại đây là chú ý tàu hỏa. Này bấy lâu nay là toàn ở miền Nam thôi à, sẽ đâu có thấy được cái cột mà chú ý tàu hỏa của miền Trung như thế nào đâu. Đi như vậy là mình tự mình canh tàu luôn đó, chứ không có ai canh cho mình đâu. Không thấy được đây nè. Xa là nghe tiếng rồi. Nghe cái tiếng à, là mình né vô, đừng có đi qua. Đó, quý vị thấy đường ray không? Quá trời đẹp luôn. Ước gì mà đúng lúc này ha, có một cái đoàn tàu Bắc Nam nào đó chạy qua. Đó, bắt đầu Sala thâu cho quý vị xem thì nó đẹp vô cùng. Đó. Mình sẽ thấy nó rất là giống với cái bài mà hai chuyến tàu đêm. Chụp giùm cô ông tắm nữa đi. Ok. Tại đây chính là huyện Tuy Phong của tỉnh Bình Thuận. Và quý vị đang quan sát ở đây đó là đoàn của Sala là đang đến một cái vườn nho và cũng là một cái trạm dừng chân tính là Quỳnh Tiến đó quý vị. Ở đây chính là trạm dừng chân á, của cái vườn đâu ta? Rồi chút nữa mình dắt vô. Chút nữa mới vô cái vườn, bây giờ là mình ở ngoài trạm dừng chân trước. Ở đây là ăn thử. Đây là ăn nho với lại uống nước nho hay là uống rượu nho? Nước nho. Nước nho. Nước nho. Cái nhò. Có thấy cái này là cái gì vậy? Bắp cháy, thấy bơ, quyên có miếng hộp ngon lắm. Mày thấy là xà lao qua đây, xà lao tôi cho quý vị xem. À, cô cho con thử một miếng nước. Rồi cảm ơn cô nhiều nha. 150 hai chai, 7.80 một chai anh chị nha. 150 hai chai. Tuyệt vời quá. Ngon thì mua vậy uống. Nhãn ngọt ngon. Nhãn nào mua chứ? Mua mấy chú nhung cả. Tới. Nho nho cô nhung cái này chạy. Một đơn hai chai mình mua. Lấy hai chai ra đây cho mẹ. Cái này là cái chợ luôn nè. Đoàn của Sala là có hot boy, hot girl và hot kid luôn. Hot kid. Còn dầu khô đó. Chua chua ngọt ngọt là 150. Ồ có cái nước gì à, lắc lên nó có bọt á anh. Giống bạch nho mà nó sắc lên không được. Mình nho không được ha. Cái này vô tâm bạch vợ nó khác kia vậy. Cái này pha sữa tươi không được. Và sữa tươi ha. Em thử thức một cái. Hơi thơm quý. Vậy hả? Cái bạch nho này. Bởi vì cái cốc nho này. Rồi. Nó giống giống như lấy cho chị 5 chai. Để lát nữa Sala mua về để dành uống. Chấm đây cái cô tự ở đây cho mày. Cô chú đây mới chấm cái tự ở đây.
Không có lắm. Khác hơn con chấm mày nữa đó. Lần khác nữa hả? Ngon quá. Chấm mà vậy mà chấm mày. Mua cái nước này nè. Mua 3 cặp là nhiêu? Sa 3 cặp là 4,5 hả? Là 6 chai đúng không? 3 cặp 4,5. Đúng rồi, 4 6 chai. Có không? Bớt 4 cặp là 10,000 là bớt 30,000 đó. Ba cặp là 30,000 ba cặp là 30,000 là đến nhiêu là 400 hơn 400 bắp nóng đó 402 hả không có ăn rồi đang ăn bắp rồi mỗi coi ba cặp là nhiêu bớt 30,000 kìa là 140 con ơi có bớt thêm nữa không ý là 4,8 mà bớt 30,000 là 4,5 rồi đó vậy đúng không tội tưởng 450 còn 402 dạ, đi Hải lấy ba cặp đi Hải ơi, mật nho cái này gọi là mật nho Quỳnh Tiến. Đây lấy ba cặp đi. Rồi 2,5 nữa rồi. Sáu chai con. Lấy ba cặp để dành uống rồi, tại vì lâu lâu đi ra đây rồi, thì năm người ra được là. Nó sẽ là mua ba cặp mật nho. Hải mua. Có tặng hộp này không? Dạ có tặng. Con bớt tới 30,000. Vậy mà còn quay YouTube giới thiệu giùm cho nó nè, trời quá đắt luôn. Này gọi là chùm buộc hả? Ủa sao không phải chùm buộc đâu, này là bắp không quý vị? Cái này là me nè. Dâu cô ủa sao có nho 100 với giờ nho 140 nữa ta? Ba cặp đó rồi cô bớt con 10,000 đi. Ừ, được rồi nè, được rồi. Là 120 đúng không? 130. Trời ơi. Dạ. Lấy hũ này nó đi rồi 130. Tư mà bớt nữa đó. Bớt 10,000 á. Ủa sao nghe 130 đó? Không cái 100,000 cái kia kìa. Dạ. Ngon hơn hả? Nhiều 120 hả? Đi vào bên đó gỡ gỡ số còn 10,000 đây đây chị ơi nếu đúng là phải ăn cái này để trong tủ lạnh buồn buồn mình lấy ra mình nhai nhai chơi. Mua bốn một bó không? Bán rồi thấy là nhiệt tình trong việc cốt cốt mặt nho cho nên là mua uống khổ. Ở đây Quỳnh Tiến. Nãy giờ gót tôi uống được vậy này có nước mắm dĩ cái tôm dục tăng đó bán cạnh cảnh dạ em làm YouTube quay chùa không mà bữa nay mà chùa vô trong đây cho nên là quay luôn. Thôi bây giờ là Sala tạm dừng ha. Một lát nữa còn Sala đi vô trường to đó ha. Đó. Có tham quan nho tại vườn. Để cái vô vườn nho mẹ. Đây là đó là vườn nho. Rồi đi vô vườn nho. Tại vườn nho của Quỳnh Tiến luôn.
Mọi người đang bàn tán gì đó quá trời xôn xao. Đang xe đi, đang xe đi. Rồi nào tới vườn nho sa la thông tiếp cho quý vị nha. Rồi cũng mua được kìa, một phần quà. Đúng rồi. Biết luôn á. Sau khi mà mua đặc sản ở vườn ở trạm dừng chân Quỳnh Tiến xong, người ta cử một cử một nhân viên của trạm dừng chân đi theo và hướng dẫn đoàn của Sala tới vườn nho Quỳnh Tiến đó. Không phải vườn nho Quỳnh Tiến không ta, thấy hợp tác xã Lâm Điền gì đó. Vườn nho quý vị nhìn thấy phía trước đó, đoàn của Sala đang di chuyển đó quý vị. Bây giờ Sala sẽ đưa quý vị đi đồng hành cùng với đoàn của Sala đi tham quan vườn nho tại Tuy Phong, Bình Thuận, ở miền Trung của miền Nam Việt Nam. Ở đằng trước là mình nhìn thấy vườn thanh long đúng không? Đúng rồi. Vườn thanh long, và trên đó là có cái hệ thống tưới tiêu tự động, thậm chí là có hệ thống đèn luôn. Chạy. Nhóc đó. Nhóc mới chạy ngang. Đó, vườn nho là như thế này đây, nó cao hơn đầu người tầm khoảng có 5-10 cm thôi. Ê trời ơi, nho kìa. Nho này giờ chơi gù đúng không? Đi bị gù hả? Đi xong gù luôn. Đi không gù luôn thiệt tình luôn á. Có những chiều cao như thế này là đúng rồi. Đi vô vườn nho là không có không có phải khum xuống. Hình như là có một đoàn khác đi vào đây trước. Đây nho đó quý vị, quý vị thấy chỗ mình cảnh cảnh được cái trồng nho nè, nó quá ngon tuyệt vời. Sao mình ăn luôn được không ta? Có thuốc men gì trên này không? Chùi chùi mình ăn, chùi chùi vô áo thì giống hồi nhỏ vậy ha, bẻ trái chùi chùi. Bẻ trái chùi chùi ăn vô. Ở đây là Sala sẽ thâu cho quý vị xem là gì không, là những gì những kiểu dáng đó, mỗi người một kiểu đó. Quá trời nho luôn đây. Đâu rồi gì bảy gì sáu của mình đâu rồi ta? Không có nho, nắng dữ lắm mà nắng quá trời nho. Gì bảy gì sáu đi xa quá Hải ơi. Ôi gì bảy gì sáu đi dữ vậy, đi nhanh quá. Ăn cơm. Nghe quý vị, trời ơi, Sala đang nhai nho. Ngon quá quý vị ơi. Ngon rồi. Hả? Ăn đây no đã thèm rồi. Không em ơi, thuốc Sala ơi. Ăn vài trái thôi. Ăn thêm nữa đi tới ngoài kia là quỷ. Thuốc. Ăn ít thôi quý vị ơi, nói chung là vô trong đây ăn một hai trái thôi, chứ là nhiều khi thuốc dưỡng thuốc gì người ta còn ở trên này. Sao hồi đi mấy cái chùm nho đỏ nó ngọt á út, thôi ngọt thuốc không à, thấy cái phấn phấn nó còn á còn nãy cắn được trái nho mới còn trái không còn thì giữa. Gà, cái miệng của mình nó tê lưỡi quá. Hình như có thuốc á. Ba tiếng hả? Hai tái đó là đặc biệt để đó để ăn. Đồ tối lại chơi rồi. Anh lấy đi, anh lấy. Rồi, sau khi mọi người đi ra cái vườn nho nó như vậy nè. nó quấn hoa. Không, này đi tham quan ban đêm đã, cầm đèn pin gọi gọi. Đây xong rồi đó, xong kết thúc vườn nho.
hết trong một vườn nho đúng quý vị, tham quan vườn nho chụp hình rồi ăn nho tại chỗ. Nhưng mà ăn nho xong cái miệng nó tê quá, chắc nó có thuốc. Ăn vô cái lưỡi nó tê 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 tê, còn thuốc không quý vị ơi. Đó chứ là đi tham gia quan vườn nho quý vị đừng có ăn nha. Thay như salad được có ăn. Nên là mình nên, trời ơi, mình nên mua về rồi mình ngâm nước muối hoặc là những cái nước rửa trái cây đó quý vị. Rồi hãy ăn, hãy dùng. Chứ đừng có ăn tại chỗ như salad. Không khéo thì nó sẽ bị ngộ độc. Không biết còn sức không, bây giờ quan trọng về ngủ giấc thức dậy còn sức khỏe ra ngoài lăn lộn. Ra ngoài tắm biển, nhảy xuống biển cho biết là biển ở Bình Thuận cái mùi vị biển nó có khác với lại Vũng Tàu. Để về coi có phòng đã. Lúc anh lên xe em tưởng đâu anh không biết nói tiếng Việt luôn á. Đúng không? Tưởng anh Việt Kiều. Dạ. Anh nhìn anh là tưởng đâu người nước ngoài. Anh Việt Nam mà. Thiệt tình là vậy. Em còn nói với anh bé nó chọn anh này anh Việt Kiều hay là anh nước ngoài nè, hình như đâu không biết tiếng Việt đâu. Biết. Nhìn giống mà không biết nói tiếng Việt Kiều đâu, nói tiếng Việt Kiều dọn. Đá bộ. Dạ. Mọi người biết mà không biết nói tiếng Việt thì là bỏ quá dở quá thời luôn á.